quá, cắt bớt đi. À, ừ, nãy thu nhiều quá rồi, đâu có thì giờ đâu mà cắt. Cắt bớt đi. Giờ chỉ có em bé, em có cái gì nữa. Ok, hồi nãy mình học level rồi phải không? Để mình chỉnh ánh sáng rồi. Bây giờ mình chuẩn bị học cơ. Ok rồi quý vị giờ nếu hỏi quý vị mở hình thì lên đó, quý vị cần chỉnh cái gì? Tấm rồi. Không, giờ tưởng tượng giờ quý vị chụp tấm hình này. Không, giờ quý vị bỏ lên. Quý vị nhìn vào cái hình này quý vị thấy cần chỉnh gì? Không chỉnh gì. Đó là quý vị không nhìn kỹ, đây có cái đốm màu trắng trắng là thấy không? Đúng rồi. Cái đó dễ không phải cần là cái nào để remove cái đó chứ, phải không? Đây Đức chỉ hỏi thử thôi, chứ mình không biết là phải dùng cơ level, Đức chỉ hỏi chỉnh cái gì thôi, cần chỉnh cái gì, thấy không? Thì nói chung là màu sắc ánh sáng hoặc gì đó là nó đẹp hết rồi, thấy không? Nhưng mà nó lại có những cái chỗ mà ví dụ như cái chấm đó là không biết là cái gì, nó nằm vô cái hình đó, làm cái hình đó bị hư rồi, thấy không? Quý vị tưởng tượng quý vị mình đem về mình để đi cái chấm đó là cái hình nó mất giá trị rồi, phải không? Đức muốn nói á là khi mình học Photoshop rồi, cái việc đầu tiên á mở cái hình lên á là cái chuyện đầu tiên dòm vô á phải xác định được mình cần làm cái gì. Ok, chứ đừng có ngồi vô mà nắm cái thu này mình quớt, nắm cái thu này mình quớt, chỉnh đủ thứ mà không biết làm cái gì nữa. Thấy không? Cái quan trọng nhất á, mà dòm vô cái hình, mình phải biết cần làm cái gì cho cái hình đẹp hơn. Ok. Đó, bây giờ quý vị mở hình lên, quý vị thấy cần chỉnh cái gì? Không có gì. Thứ hỏi á, quý vị cần chỉnh cái gì thì đầu tiên có người nói là chỉnh cái contrast, có người nói là hơi mờ. Quý vị thấy đúng không? Cần chỉnh contrast không? Nó mờ quá làm cho nó nhỏ hơn xíu không? Nhưng mà giờ Đức thì Đức không chỉnh. Đâu, nếu mà Đức chỉnh đó là Đức chỉnh cái color nó tươi hơn xíu rồi. Tại vì người ta chụp cái này đó là lúc mà trời sương mù. Thấy không? Nó có cái mood của nó. Nếu mà mình chỉnh cái contrast lên thì nó mất cái đó rồi, mất cái mood của nó rồi, mất cái vẻ bình yên của nó rồi. Theo thì đó là tùy theo ý mỗi người thôi. Nếu quý vị thích cái hình của mình nó thêm contrast thì quý vị chỉnh contrast. Nhưng mà nếu như Đức cái hình này á, chỉnh cái màu á, tùy hình xíu rồi. Thấy không? Còn nó mờ mờ đó tại vì có sương mù mà. Phải không? Thế vậy mỗi cái hình đó là tùy mỗi người. Mình muốn cái hình của mình nó như thế nào, theo thì mình chỉnh theo ý mình thôi. Chứ không phải bắt buộc ai cũng vậy mình học. Mới học level mới không, mới học level mình chỉnh cho hình thêm contrast, cái mình mở này hình này lên cái mình chỉnh contrast liền, thấy không? Đó không đúng, thấy không? Tùy theo mình muốn làm cái gì mình dùng cái thu nào cho đúng. Ok, chứ không phải mình biết bất cứ cái nào mình cũng xài được hết trơn á, không phải ha. Anh Đức, anh theo kinh nghiệm của anh là sau khi mình chỉnh hết hoàn toàn hết rồi mình mới crop, phải không? Crop là cuối cùng của trong cái set. Crop trước chứ, crop trước. Dạ. Mình biết, mình crop xong mình biết cái hình đó là hình final của mình, mình mới biết mình chỉnh cái gì. Ra còn nếu mình để nguyên cái hình mà rộng đủ thứ quá thì mình chỉnh đó, có nhiều thứ nó distract mình lắm. Ra mình chỉnh cái này mình lại lo lòng nó thoát. Mà nhiều khi cái đó là khi mình crop nó không còn trong cái hình nữa, mình để làm gì? Theo mình tốt nhất mình crop trước, cái nào mình cần giữ mình giữ được, mình chỉnh nó. Thì cái chuyện mà crop á, thì quý vị dùng Lightroom á, hay Camera Raw á, crop sẵn cho đó được rồi. Thì tốt nhất mình crop trong mấy cái đó, tại vì khi mình crop xong á, cái original file nó vẫn còn nguyên. Khi này mình khi nào mai mốt mình vô lại, mình nói ồ mình crop quá rồi, mình không muốn crop quá, mình muốn cho ra lại á, thì mình dở vô đó nó vẫn còn nguyên cho mình. Đâu mà quý vị mình đợi qua Photoshop á, quý vị crop xong rồi đó là nó tiêu luôn. Cái gì mình crop nó mất là nó mất, nó mất trở lại không có được. Thấy không? Khi mình crop á, tốt nhất crop trong Lightroom hay là Camera Raw. Ok, ví dụ quý vị có hình này, quý vị chụp cái hình này, quý vị chỉnh cái gì? Cái hè
hàng cái hình này hơi sáng quá phải không? Hả? Dạ. Chứ vậy chụp hình này về quý vị chỉnh gì? Cho nó tối. Thôi bớt một xíu phải không? Nhưng mà nếu mà Đức chụp hình này về Đức bỏ. Tại cứ chỉnh lên nó cũng đâu có khó gì đâu mà chỉnh. Phải không? Cái hình này không có nét gì hết trơn á, không có gì chủ đề hết trơn á. Phải không? Không, cái rượu nó cũng không đẹp hết. Cái rượu nó đẹp mà không có gì. Có bầu trời, có được đám mây đó à. Phải không? Mà ở dưới này mà nó có reflect lên nó đẹp mà đỡ ở dưới đó. Phải không? Nhìn chẳng có gì hết trơn á. Ra Đức mà chụp về Đức bỏ thôi. Rót nhỏ lại thì sợ nó còn rõ này. Quá sang, nó quá nhỏ. Quá nhỏ. Dạ. Ra muốn mà xem thai đó, thì mở hình này lên là thì Đức thôi. Ủa không thiệt. Không, mấy cái này là Đức thấy trên internet đó, người ta thấy đẹp người ta phố lên, nhưng mà như Đức nghĩ đó, ví dụ cái hình này là Đức thấy không biết chụp cái gì nữa. Thấy không? Ra quý vị nhớ Đức show mấy này để quý vị thấy, khi mình chụp về không phải hình nào mình cũng retouch đâu. Thấy không? Hình nào không đáng thì cho nó đi thôi. Đỡ tốn thì giờ. Ok, bây giờ mình học vô cái khơ thì nó cũng tương tự như vậy. Ok, Đức giờ mở cái handout cho quý vị thấy á. Thấy không? Đức không có show từng step, Đức không có show là quý vị khi quý vị mở lên á, quý vị là kéo cái này qua bao nhiêu, cái này kéo bao nhiêu vậy. Đức mà ghi vậy á, quý vị về nhà cứ theo cái đó, quý vị làm là không được. Thấy không? Đức chỉ show cái này quý vị làm sao để mở được cái này ra, rồi cái tùy theo cái hình á, quý vị chỉnh thôi. Chứ nếu mà đứng sâu đây, quý vị ok phải kéo cái này qua đây một chút, cái này qua đây một chút, thì về nhà quý vị cứ theo đó quý vị làm đó, bất cứ cái hình nào là chấp. Thấy không? Mấy cái số đó là tùy theo cái hình, thấy không? Tùy theo ý của mình chỉnh thôi. Không phải cái hình nào cũng giống hình nào. Ok, bây giờ cơ đó, thì nó cũng tương tự như vậy. Ok, thì quý vị muốn mở cơ cũng vô Image Adjustment cơ, hoặc là cái shortcut của nó là Control với lại M. Giờ Đức mở cái hình nữa. Ok, giờ mở cái hình này không khác chỉnh, mình chỉnh thử quá. Đó, giờ mình cứ tưởng tượng như mình mới học xong mình thấy hình này đẹp quá. Phải không? Nhưng mình mới học nhiều khi thật sự bây giờ quý vị, ví dụ quý vị chơi chụp hình 5 năm đi, quý vị trở lại coi những cái hình chụp mới năm đầu tiên thử coi. Nhiều khi cái hình còn tệ hơn vậy nữa. Thấy không? Nhưng mà cái lúc mình mới học, mới chụp được á, là mình cứ nghĩ, ồ mẹ hình này đẹp quá. Đúng không? Nhưng mà khi mình nhìn lại, mình thấy 5 năm sau mình trở lại mình coi, mình nói, ồ cái hình này mà sao mình chụp cũng được. Đúng không? Thì lúc đó rõ ràng là mình có tiến bộ rồi. Cứ 5 năm sau mình trở lại mình nhìn cái hình đó, mình vẫn thấy đẹp là mình chết. Đúng không? Ok, bây giờ thơ thì cũng tương tự, mình vô Image Adjustment. Rồi mình click cái chữ curve đó, hoặc là mình đánh Control M à. Cái này dễ lộn á, level là Control L mà curve không phải Control C. Control C là copy của người ta hả? Ok, để quý vị nhìn đây, quý vị thấy có cái histogram không? Dạ, có histogram nó mờ mờ đó hả? Dạ. Nó cũng tương tự vậy hả? Đó, cái curve á thì á, trong cái level quý vị thì có ba cái hình tam giác, mình kéo ba hình tam giác đó, mình không có kéo được kéo nào khác hết, phải không? Mỗi khơ này á, quý vị thấy đây có cái line này nè, cái hình cái đường xéo đó, thì mình muốn chỉnh bất cứ chỗ nào cũng được hết trơn á. Thành ra cái khơ này nó flexible hơn, phải không? Nhưng mà nó cũng dễ tẩu hỏa hơn, tại vì mình không biết mình kéo bậy bạ hồi cái hình mình không có ra gì hết trơn, phải không? Ok, thì bây giờ quý vị mở cái hình đó, quý vị cũng thấy cái histogram nè. Đó, cái màu xám đó là histogram đó. Thì quý vị vừa nhìn cái histogram này, thì cái hình này có cái chỗ nào mà bị overexpose không? Có không? Đó, bây giờ quý vị nhìn cái chỗ sáng nhất á, là nó nằm đây, hay là nằm đây. Nó chưa qua mask cái kia, nó hơi, nếu mà nhìn chung cái hình đó là nó hơi sáng một xíu rồi, nhưng mà còn nó là overexpose, là chưa có cái nào overexpose hết trơn. Overexpose thì mình phải thấy nó phải leo qua cái góc tường bên trái ở bên phải. À, nếu mà bị overexpose phải thấy có cái histogram nó leo bên đó. Phòng này không thấy cái nào leo bên đó. Mình chỉ có một cái đám trắng này nè. Không? Nhưng mà nó chưa tới cái maximum. Thành ra nó chưa có nào bị overexpose hết.
có nào bị under explore không? Cũng không có luôn, thấy không? Định hướng to run là cái mà sát đây nhất cái nằm trong đây là sẽ chưa tới cái chỗ zero nữa. Ra cái này over explore hay là under explore thì không có hết. Tức là cái này nói chung là explore ra là khá là tốt, phải không? Thì bây giờ muốn chỉnh cho nó thêm contrast á thì mình phải làm sao? Thêm tối hay thêm sáng? Thêm tối. Thêm tối. Ok, bây giờ muốn thêm tối mình làm sao đây? Bây giờ mình thử mình giống như level mình kéo này qua được không? Thử coi. Có tối không? Có, quý vị click cái review quý vị thấy đó, có thay đổi không? Có. Yeah, có thay đổi đúng không? Đó, bây giờ ví dụ bây giờ mình muốn thêm sáng. Đó thì mình cũng giống vậy mình kéo vô thôi, phải không? Ok, nhưng mà cái curve này mình lại không có kéo mấy cái đó. Không có kéo hình tam giác đó. Ok, mình kéo cái cây cái đường xéo đó thôi. Ok. Bây giờ mình muốn tối á, mình kéo bên tối, ví dụ mình kéo, mình nắm cái dây mình kéo xuống. Thấy không? Quý vị thấy không? Muốn sáng lên xíu, mình nắm này mình kéo lên xíu. Để sáng hơn, nhưng mà cái hình này mình không có cần phải sáng hơn, phải không? Là đứng kỹ sô quý vị á, muốn tối á, thì kéo xuống, sáng kéo lên. Vâng, cái hình này như quý vị nói nó đã nhìn nó có vẻ hơi sáng, là tuy là nó không có over expose nhưng mà nó hơi sáng rồi. Thấy không, thành ra mình không có kéo cho nó sáng hơn nữa, mình kéo cho cái chỗ tối nó tối hơn xíu rồi. Ok, bây giờ cái bảng này bự quá hả? Bây giờ ví dụ mình kéo á, mình không muốn cái giữa này nó bị tối hơn á, thì mình lại nắm ở giữa mình kéo lên ngay ở giữa, thấy không? Ra cái cơm thì nó được cái mình có thể nắm bất cứ chỗ nào mình kéo, phải không? Muốn sáng thì kéo lên, muốn tối thì kéo xuống. Nhưng mà tại có nhiều điểm quá, thành ra mình hay kéo lộn lắm. Mấy cái pencil cũng giống như cái nãy chị, mình muốn check cái nào làm highlight á, không mấy cái sampler đó, muốn cái nào làm cái điểm mà highlight đó, mình vô đây mình click đó, không? Bây giờ mình ví dụ mình kéo một hồi đó, cái hình nó ra ghê quá, mình không muốn vậy á, mình lại press cái nút Alt đó, rồi mình thấy cái chữ cancel á, mình click cái Alt thì cái cancel nó biến thành reset, mình click reset cái hình nó trở lại original này. Ok, đó trong đây á, trong đây nó có nhiều cái mà curve này nó có nhiều cái mà ta làm sẵn cho mình á, thấy không? Khi nào quý vị có thời gian cứ vô đi click thử coi, ví dụ mình click nó ra cái gì, thấy không? Ví dụ đây nó có là increase contrast, mình click thử coi nó thay đổi gì cho mình. Bây giờ đứng thử nha quý vị, thấy muốn increase contrast thì nó làm cho nó tăng cái sáng cái chỗ mà sáng lên, tăng nó làm tối cái chỗ tối lại, thì cái chỗ sáng hơn cái chỗ tối hơn để hình thêm contrast thôi. Nhưng mà khi mình làm gì á thì phải nói cái hình này á, cái chỗ sáng mình không muốn nó sáng quá, mà mình click mấy cái mà automatic kia là nó kéo theo ý nó, phải không? Mình đang có nhiều thứ lắm. Automatic á, có nhiều thứ nó tiện cho mình, ý mình click cái vô thấy hình đẹp liền, chẳng cần phải chỉnh gì hết trơn á. Nhưng mà có nhiều cái mình click vô nó lại không theo ý mình. Thật ra mình biết là nó có sẵn đó thôi, nhưng mà xài hay không là tùy mình. Ok. Thì quý vị thường á, khi quý vị chỉnh contrast lúc nào quý vị cũng thấy á, là cái đường cơ này nó lúc nào nó cũng chỉnh thành hình chữ S hết trơn á, thấy không? Khi mà tăng contrast đó là cái đường cơ over là chữ S đó, bình thường nó là vậy, thấy không? Khi mình tăng contrast đó thì tùy theo mình tăng nhiều hay ít là nó chỉnh hình chữ S, mình càng nhiều á thì chữ S nó càng sâu, nó càng rõ, phải không? Thì tùy theo cái hình đó mình chỉnh thôi. Trong cái cơ mình không có làm local được ha? Được chứ. Muốn cái nào? Lại muốn cái grass green hơn hay là cái mây, còn đây là nó global hết luôn. Đôi chỉ như mình chụp bình chỉnh ánh sáng, mình chỉnh cái này chỗ khác nó phải bị độ phát rồi. Cắt sáng. Đúng không? Lúc nào cũng vậy đó. Mình biết mình muốn chỉnh ví dụ chỗ green thì thôi á, mình click đó, nhưng mà khi mình kéo cái chỗ này, chỗ khác nó bị độ phát thôi, cắt trắng. Đó thì nó cũng giống như là level á, nó cũng có mấy cái channel, là nếu mình muốn chỉnh từng cái channel mình có thể vô đó mình chọn cái channel mình chỉnh thôi, thấy không? Rất là similar. Như vậy hai cái level với cái curve nó khác nhau. Muốn làm lẻ thì dùng cái level,
muốn cưa thì nó có nhiều cái option cho mình hơn. Thấy không? Muốn chỗ nào mình kéo lên, lên xuống, lên bớt, lên bớt. Ví dụ cái khơi thì có ba cái level thì có ba cái tam giác là mình không có thể mình chọn cái chỗ mình muốn, muốn thay đổi được. Đó, còn cái khơi thì mình có thể chọn được. Đó, ví dụ trước để cái xem lên đây đó, ví dụ trước nó nói là mình muốn chỉnh cái color ấy, hoặc cái ánh sáng ở chỗ cỏ này một lít. Một lít ở trong này á, mình click vô á nó tạo cho mình, quý vị thấy không? Click vô thì quý vị thấy cái khơi nè, có cái điện nó chớp ra là mình biết cái chỗ đó nó ứng với cái đường khơi của mình ở chỗ đó. Sao đứt nhựa đứt click đây á, quý vị thấy nó tạo cho mình cái điểm đó, thấy không? Đó thì mình muốn chỉnh chỗ nào á, mình click cho mình. Đó thì nó sẽ chọn cho cái khơi của mình đó là mình muốn tối hay sáng mình kéo lên thôi. Lên xuống tùy theo mình. Quý vị thấy kịp không? Cái đó hơi khó hả? So you have to push the control and then the pencil. Yeah. Ok. Bây giờ Đức thí dụ lại nè. Bây giờ mình nói cái bầu trời màu xanh này, màu blue này. Nói cái màu blue nó hơi bị sáng. Muốn nó màu blue nó tối bớt. Phải không? Thì một ngón tay mình press cái control á, cái key control. Biết đây ha. Đó, một mình press cái control key đó, rồi mình lấy cái sampler mình click ở ngay chỗ cái mây đó. Đó là thấy trong trên cái cây cái thanh đó nó cho mình cái điểm đó rồi, phải không? Rồi từ mình nắm cái điểm đó mình kéo xuống thôi. Thì cái mây nó tối lại thôi, nhưng mà quý vị thấy khi mình kéo cái điểm đó thì nhiên nguyên cái cây nó thay đổi theo. Đúng không? Bây giờ mình đang muốn mấy chỗ khác á thay đổi, mình muốn giữ nguyên mình lại kéo này lên lại. Được không? Thì nó chỉ thay đổi đa số cái chỗ nào mà có cùng cái độ sáng chỗ này thôi. Thì đó cái khơ nó advanced hơn cái level cho đó, mình có thể muốn chỉnh chỗ nào mình chỉnh đó, nhưng mà mình nên nhớ khi mình chỉnh chỗ này thì cái ánh sáng cho khác nó cũng sẽ thay đổi theo, ít nhiều gì phải thay đổi theo, càng gần cái đó thì nó thay đổi nhiều hơn, đúng không? Ví dụ bây giờ quý vị thấy kéo cái này xuống á thì chỗ này nó thay đổi theo, là giờ mình muốn mình kéo lên lại, mà mình kéo lên maximum lên đây á thì nó hình cái hơi bị nguyền, thấy không? Ra cũng không phải là mình muốn click cái nào mình click đâu. Click quá là cái hình nó ra tè le hết chưa. Anh Đức ơi. Dạ. Cái chỗ anh thấy bên tay trái ở dưới góc bên tay có cái hình của bàn tay, có cái ngón tay chỉ đó. Dạ. Đó, thì đó cái công dụng của nó là gì mà cái hình của tôi hiện giờ tôi xài qua cái ống sen đó thì cái bằng cái ngón tay nó chỉ nghe chứ nó không chỉ thẳng lên trời. Anh click vô đó thì lúc mà mình click ở bên cái hình thì cái ở trên cái cầm nó sẽ hiện lên các cái hình như cái đó là không có cần dùng tới control key nữa. Yeah, đúng rồi, cái đó that's a good one đó. Ok. Thì có người chỉ ra quý vị không cần dùng press control nữa, quý vị dùng cái tool bàn tay này nè. Click cái tool bàn tay này đó, quý vị point qua đây nó cũng tự động chỉ cho mình cái chỗ nào trên cái curve của mình đó. Không? Thì mình không có cần phải press cái control nữa. Nó có đây, cái này còn mẹ hơn cái kia nữa. Nhưng mà cái con số output nó thay đổi. Anh vừa chỉ cái chỗ nào này thì anh giờ cái chỗ input thay đổi chứ. Cái input thay đổi thay quá, còn mình đưa cái đó tới đó thì cái độ sáng cái đó nó khác nhau rồi. Mình mua cái đâu nó phải theo cái độ sáng cái chỗ đó. Đúng không? Ví dụ chỗ này cái gì đấy độ sáng là 162. Phải không? Dĩ nhiên mỗi chỗ cái ánh sáng nó khác nhau. Thì cái number nó phải thay đổi. Đúng rồi. Không, quý vị đấy á, quý vị học đây Đức Xô thử mà ai biết cái nào mà better hơn á hay là biết cách khác á thì quý vị cứ đưa tay lên để mình chia sẻ. Phải không? Tại vì quý vị Đức xài Đức đâu có biết hết đâu. Phải không? Đức chỉ cách quý vị cách của Đức biết thôi. Thật ra nếu quý vị biết chỗ nào hay hơn, lẹ hơn hay là xem đó, nhưng mà làm được bằng cách khác á, quý vị cứ đưa tay lên ha, quý vị chia sẻ cho mọi người. Đúng không? Chỉnh mà xấu quá cứ reset lại thôi. Chỉnh lại. Ok, bây giờ thử mình vô mình chọn từ cái channel lại coi. Sao
cho cái CSR của em nó không có cái còn tay. Ờ quý vị xài CS6 rồi mình xét. Đức còn lạc hậu quá ở CS5. Không phải là cái cửa và nó mới ra đó. Không, cái gì đó reset cái điện lại. Bấm on rồi đó, bấm on rồi đó, mới ra reset. Ok, ok quý vị theo kịp chưa? Thì bây giờ tương tự như là cái level ở cái curve á, mình cũng xài adjustment layer được. Ok, thì quý vị cũng qua đây click lên, thay vì quý vị click level, quý vị click curve. Đúng không? Thì nó cũng mở ra cho mình. Thấy không? Thì bây giờ cũng tương tự như vậy á, mình chỉnh cái gì tùy ở mình, thì những cái gì mình chỉnh đó, nó chỉ ở với cái layer này của mình thôi, mình save nó lại rồi mai mốt mình mở ra mình có thể sửa lại được, thấy không, có thể modify cái mình chỉnh được. Còn nếu mà mình làm thẳng trên cái hình đó thì mình save vô là nó nằm đó luôn rồi. Chỉ là anh recommend làm cái nào cái này chứ nó better hơn hả? Chỉ như rồi đã, mình học cái layer là nó good cho đó đó. Đúng không? Nếu mình nghĩ mình còn có lúc trở lại để mình sửa thì mình xài cái layer là tốt nhất. Còn nếu mình kiểu mình chụp hình chơi thì đâu cần layer, là sửa một cái rồi xong đó chết, em không có đủ bài. Cho em hỏi chứ nếu mà giống như vậy rồi em cũng có cái curve rồi em làm thêm một cái level trên đó nữa, nó có ăn nhầm gì không hai cái đó? Tuyết Nghị nó có một cái hụt, nó còn thêm một cái nữa được. Không không, là nếu mà em làm cái level xong mà em muốn đổi cái level xuống cái curve. Chúng tổ cái level xuống cơ. Cái order của nó đó, ví dụ cái order của nó chị Đức Nghĩa cũng xem trên nền, có một cái cơ, cái level hai cái nằm trên cái background đó cũng xem mà. Đẹp đẹp nha. Dạ. Ok, quý vị theo kịp không? Từ cái mà mình chỉnh trên cái original và qua mình xài adjustment layer, quý vị theo kịp không? Tương tự cái kia phải không? Dễ em làm lắm. Ông nhắn anh Phú test cái phần này nha. Ok, thì cái này tương tự trước sau vậy á, bây giờ mình đi qua học qua cái khác. Chúng thôi nãy mình ăn hơi lâu, tốn hơi nhiều thì giờ á. Không làm lẽ là không thể nào đi hết á. Còn kiếm hồn. Ok, bây giờ mình học làm cho cái hình nó sát hơn, phải không? Các bạn nhìn cái hình này á, mình cần làm sharp hơn không? Cần không? Không. Vậy cái này nó làm quá sharp rồi, chứ không sharp. Cái này phải làm cho nó bớt sharp thôi. Quá sharp. Cái này đó, mình học Photoshop mà mình làm nó vậy là mình dỡ rõ ràng rồi. Các bạn cứ nhớ kỹ một cái, mình học Photoshop, mình học làm cho cái hình nó sharp hơn. Mà làm ra tới vậy là mình chưa mất rồi. Thấy không? Và ở lại lớp đó. Thì Đức nói là mình học cái gì vậy, mình muốn làm một thứ á, nó có nhiều cái tool, nó có nhiều cách khác nhau. Ok, thì bữa nay mình sẽ học hai cách. Cách thứ nhất đó là mình dùng unsharp map, cái thứ hai mình dùng là cái gì quên rồi. Không phải. Để Đức mở Photoshop lên mới nhớ, mình lâu quá quên nè. Không. Hai pass filter. Ok. Ok, bây giờ ví dụ mình chụp cái hình này, phải không? Thì cái nước của người ta muốn cho nó mịn, cho nó muốn ra giống như sữa đó, thì người ta phải kêu cái vị chụp cũng muốn nó được vậy thì mình để tốc độ cho nó chậm. Chậm, phải không? Thì mà khi mình chụp á, để tốc độ chậm để mình có được cái suối nó đẹp như vậy á, thì mình có problem gì? Đủ sao? Over, nếu mình để đúng là đúng thôi. Phải không? Để chậm, để đúng ra nó màu đúng làm sao? Over. Nhiều khi mình không biết mình để quá chậm thì nó over, phải không? Đứng này đứng nói chung chung, đứng không nói cái hình này. Nó thường quý vị đi ra chụp á, phải không? Chụp cảnh suối rừng, phải không? Quý vị thấy suối, cái muốn
thầy muốn cho cái dòng suối nó giống như là dòng sữa đó, ok, thì mình để tốc độ chậm, phải không, để nó ra như vậy, ok, nhưng mà khi mình để tốc độ chậm á thì nó có problem, đúng rồi, phải không, khi mình chụp để tốc độ chậm á thì cây cối nó có thể bị gió, bị gió thì lá nó bị blur, phải không, ít nhiều gì cũng có chút chút, phải không, thành ra quý vị thấy á, đây mấy lá đâu có nào rõ đâu, đúng không, thành ra tùy đó, mình để, chậm cỡ nào, phải không, nếu mình để chậm quá thì dễ bị lên. Còn cái thứ hai nữa là tùy theo buổi đó là gió nhiều hay gió ít nữa, thành ra không có ai nói chung chung được, phải không, không có ai nói chung chung, ok, tôi để tốc độ này là bảo đảm nó lợi lá nó không bị, lên, không có nói chung chung được. Even đó mình xài tripod, nói ồ mấy tôi xách tripod rồi mà sao nó vẫn bị lên, tại đâu phải tay mình rung, cây nó rung mà, phải không. Đó, tôi thấy nhiều người, cũng vậy á, đi ra khi mình chụp hình lâu rồi, đi ra ngoài sân khấu chụp tay đó, thấy không, muốn ánh sáng cho nó nhiều á thì xét tốc độ chậm, nói sao tôi xài tripod nó cũng lơ, người ta nhảy mà sao nó không lơ, thấy không, mình để chậm mà người ta đứng yên á thì mình chụp có được, để tripod nó mới quớt, còn người ta nhảy tripod mình đứng yên người ta nhảy nó lơ chắc rồi, thấy không, thì cái lá cây lá nó cũng y chang à, thấy không. Thì bây giờ quý vị nhìn vô mình chưa gặp nhưng mà nước gió sơ sơ camera nhìn vô đây là nó show cho mình thấy chỗ này là over expose rồi. Rồi nhưng mà bây giờ mình đang học về làm cho nó sharp, bây giờ mình chủ yếu á mình lo cho nó sharp cái này. Ok. Thì cái cách đầu tiên á mình dùng cái in sharp mask. Thì mình vô filter sharpen. Ok, in sharp mask là cái dưới hết á. Cục lực cho nó chạy luôn. Đó thì trong cái handout nó có chỉ quý vị từng cái step đó làm sao để mở ra cái này. Ok. Quý vị nhớ nó chỉ show quý vị làm sao mở được cái này thôi. Còn chỉnh mấy con số á là phải tùy theo cái hình, phải không? Tùy theo cái ý của mình muốn làm sao cỡ nào mình chỉnh mấy con số rồi. Ok. Bây giờ ở đây nó có ba cái giá trị mình thay đổi nó sẽ ảnh hưởng tới cái hình. Ok. Bây giờ đầu tiên cái amount á tức là cái cường độ, tức là mình muốn nó sáp càng nhiều á thì mình mua cái amount nó lên càng lớn là nó càng sáp nhiều, ok, đó là lý thuyết nó vậy hả. Ok, còn cái radius á là cái gì quý vị có ai biết không? Radius á khi ok bây giờ nói sơ sơ về cái chuyện mà làm cho hình nó sáp. Giờ quý vị chụp hình như vậy rồi, bây giờ quý vị làm cho nó sáp làm cách nào? Hình đó mình ghim chụp ra nó mờ làm sao mình về làm cho nó sáp được, phải không? Nếu vậy là vậy rồi. Cái mà Photoshop nó làm á, nó làm cho mấy cái chỗ, mấy cái S đó, hai cái chỗ mà tối sáng đó, nó làm tăng đó. Cái chỗ nó tối làm tối hơn, sáng làm sáng hơn, để làm cái chỗ đó nó tương phản ra. Thì khi mình nhìn vô mình lại tưởng nó là cái hình nó sáp hơn, thật ra cái hình mình chụp nó blur làm sao nó sáp được, phải không? Nhưng mà Photoshop á nó sẽ tìm ra mấy cái S đó, cái chỗ nào mà chỗ tối chỗ sáng hai cái cạnh nhau á, phải không? Thì làm chỗ tối hơn xíu, chỗ sáng hơn xíu là mấy cái S đó tự nhiên mới làm cho cái hình mình nó sharp hơn, thấy không? Thành ra cái radius này là cái á, khi mình chỉnh nó càng lớn á thì cái chỗ mà nó effect á nó càng ra nhiều, ok? Đức nói một hồi Đức show quý vị cái hình kia quý vị sẽ thấy rõ hơn. Bây giờ quý vị chịu có tiếp thu cái này xíu, là nếu mà chưa hiểu thì chờ chút xíu nữa, ok? Còn cái threshold này đó là khi mà nó thay đổi chỗ tối chỗ sáng, khi là nó muốn thay đổi á nó phải compare hai chỗ đó đó, cái độ tối sáng nó khác nhau nhiều hay ít, ok? Nếu mình để threshold là zero á là bất cứ cái gì nó cũng thay đổi được á, ok? Tức là nó không cần biết là hai chỗ đó sáng tối nhiều hay ít á, khi mình mua cái amount á là nó thay đổi, nó tăng cái độ sáng, phải không? Còn nếu mình mua cái threshold lên á, ví dụ mình để 10 á thì khi nó compare hai cái đó, compare hai cái chỗ, cái S và chỗ tối chỗ sáng đó, nó thấy hai chỗ đó phải khác nhau khoảng 10 á thì nó mới trình. Còn hai chỗ đó mà chỉ khác nhau 5 hay 6 rồi nó không thay đổi. Tức là chỗ nào tối sáng đâu để nguyên, không thay đổi chút xíu nào. Trừ khi chỗ đó mà hai cái nó khác nhau nhiều á, tới 10 á thì nó mới thay đổi chỗ đó. Ok. Thì bây giờ để mà rõ hơn á, Đức có một cái hình. Cái này là Đức lớp kỳ, Đức tìm trên internet hồi ra được cái này mới mình thấy cái này nó rõ hơn cho quý vị. Chỉ còn nói không thì rất là khó thấy được cái đó.
Ok, bây giờ quý vị nhìn cái hình này á, thật ra mình nhìn cái hình này á, mình chẳng thấy S nào hết trơn, phải không? Nhưng mà nó có bên bên tối, bên là đen, bên là gray. Ok, thì quý vị nhìn như vậy, khi mình quý vị thử tưởng tượng khi mình chỉnh cái hình sáng mát làm cho nó sắc hơn thì chỗ nào bị effect? Ở giữa đúng không? Tại vì hai chỗ này là chỗ mà khác nhau hai chỗ, đúng không? Ok, giờ mình mở lên cái hình sáng mát ha. Ok, bây giờ mình trả lại cái đó là chẳng có gì, không thay đổi gì hết. Ok, bây giờ nếu thử, cứ để test luôn. Test luôn là lớn vậy đi, để lớn quá thì không có nhỏ. Ok, cứ để thử 100 mấy thôi. Giờ quý vị thử đứng chỉnh cái amount. Bây giờ lên thử tới 150 đi. Rồi quý vị click review. Quý vị thấy có thay đổi gì không? Tại sao không thay đổi? Đúng rồi, threshold nó cao quá, bây giờ nó Photoshop nó compare hai chỗ này là chỗ sáng chỗ tối, hai chỗ này không có khác nhau, không ánh sáng không có khác nhau tới 150 được. Thấy không? Nó không thay đổi. Đúng không? Còn nếu mình đổi các threshold á đổi xuống zero tức là cỡ nào nó thay đổi hết. Ok, giờ mình coi thử có thay đổi không? Có không? Có nhưng mà rất là khó đấy, tại vì biết sao? Cái radius, cái pixel á mình chỉ thay đổi chấm một à. Rồi khi mình dọn đây á, ánh sáng trong cái phòng này mình không thấy được. Quý vị không biết có gửi cái hình này cho quý vị không ta? Không có hả? Có. Dạ thì quý vị cứ về nhà làm thử, mình để trong phòng cái đèn tối á, không? Mình để threshold zero, mình chơi cái amount thử có mình thấy không? Ok, để Đức mở cái hình này cho nó lớn, cái hình này lên xíu thôi. Tại vì 0.1 có thể là nhỏ quá. Ở bây giờ Đức để là 1 chấm, nhưng mà để 0.1, 0.1 thì nhỏ quá, mình không thấy, phải không? Cái radius đó, khi mình để 0.1 nó quá nhỏ luôn, mình không có thấy được. Khó thấy. Bây giờ mình chỉnh cái radius. Ok, 0.05 cũng được. Ok, mình chỉnh lại cái amount. Đó, bây giờ quý vị thấy có thay đổi không? Ok, thì khi mình chỉnh là quý vị thấy cái radius đó 0.05 á là nó khác biệt. Quý vị thấy cái chỗ S không? Nó làm đen hơn, cái chỗ bên đây nó làm trắng hơn. Thì khi ở xa mình nhìn vô mình thấy cái hình giống như là nó sáp hơn. Thật ra đâu có sáp đâu, phải không? Nó làm tăng thêm chỗ sáng chỗ tối thôi. Đó, giờ quý vị dòm là Đức mua cái radius nha. Tôi thấy nó ảnh hưởng ra ngoài. Thấy không? Cái radius nó càng bố nó càng ra ngoài. Thấy không? Ra khi mình chỉnh mình đâu có muốn mở radius bự đâu, phải không? Mình muốn cái chỗ gần cái S thôi. Đó, quý vị có cái đó về nhà quý vị cứ thử đâu mình kéo qua cái loại mình sẽ hiểu được cái hình sáp mát này. Ok, thì tương tự vậy, cái Đức nói cái amount á mình muốn nhiều ít á, tức là muốn đậm hay lạc á thì mình kéo càng nhiều nó càng đậm thôi. Quý vị thấy không, giờ mình kéo bớt nè, nó lạc bớt, kéo nhiều qua á thấy chỗ tối sáng nó càng đậm hơn nữa. Tối hơn, sáng hơn. Không, kéo một hồi mình không muốn phát gì hết, mình kéo tới xong cứ ô là quê luôn, chẳng có nào phát gì hết. Đó thì tùy, cứ nói là tùy theo cái hình của mình, đúng không? Tùy theo cái hình mình muốn tăng nhiều hay ít á thì mình chỉnh mấy cái đó thôi, không có công thức nào chung cho tất cả mọi thứ hết, phải không? Nhiều khi mình chụp cái hình đó, nó đã khá rõ rồi, mình cần muốn chỉnh lên rõ thêm chút xíu nữa thôi. Ok, thì mình chỉ amount lên chút xíu. Chứ không phải mình xét sẵn cái amount, ví dụ mình xét sẵn 150 hay 200 rồi cái hình nào mình cũng apply vậy hết. Không có work. Ha. Cái này nó có introduce noise cho cái hình của mình không? Có chứ, chắc luôn. Đúng không? Tại vì khi mình tăng cái sắc, thì đâu phải cái hình của mình, không phải cái S nào nó cũng rõ ràng như cái này hết. Không, có rất là nhiều cái thứ khác, thấy không? Trong cái hình đó, nhất là mình khi mình mà mấy cái chỗ tối tối á, nó là có, nó add thêm mấy cái pixel bậy bạ nữa, thấy không? Ra khi mình càng làm sắc nhiều, nó càng nhiều noise. Thấy không? Đó là con dao hai lưỡi á. Thế mình chụp hình mà ra mà trời sáng á, chỗ nào cũng sáng đều có đầy đủ đó thì mình làm sharp á nó không có bị noise.
còn chụp hình mà buổi tối á, có mấy cái chỗ tối á, là mình càng làm sáng nó càng bị no nhiều. Nhưng mà có nhiều thứ á, mình làm mình đi noi được không? Nó có nhiều cái plug in đó, mình xài cái plug in để mình đi noi được. Ai muốn plug in thì kiếm anh Phú. Ok, tiếp sâu cái hình đó là các vị thấy mình biết chỉnh cái nào rồi không? Biết amount nó effect làm sao, cái gradient nó effect làm sao, cái threshold nó effect làm sao rồi ha. Bây giờ mình thử mình adjust cái hình này. Đó, tùy theo ý mình thôi. Ở đây nó để sẵn vô 200 mấy, thấy nhiều quá thì mình giảm bớt lên. Thấy không? Rồi quý vị thấy là click cái preview. Đó, quý vị thấy không? Mình click cái review á thì mình thấy nó lên cái cũ, cái original với cái mình mới sửa coi nó vừa ý mình không. Mà khi quý vị chỉnh cái hình của mình á thì quý vị nhớ, ok, cái hình này của Đức download trên internet á là nó nhỏ sẵn rồi, ok, thành ra khi mình chụp mình nhìn vô mình thấy vậy. Chứ còn quý vị á, chụp cái hình mà cái hình của mình bự hơn nhiều, cái size nó bự hơn nhiều, đúng không, thì khi quý vị chụp cái quý vị chỉnh cái này á là quý vị để nhỏ, nhiều khi nó không có chính xác lắm. Thật ra tốt nhất khi mà quý vị chỉnh sharp đó, sharpness của nó đó, đúng không, thì quý vị chỉnh mình dòm như vậy, mình dòm toàn cái hình xong rồi rồi mình zoom in khoảng 50% nữa mình coi coi nó sharp đúng không. Đâu chứ đừng có để nguyên này, mình nhìn nguyên này thì nó có đúng lắm đâu. Đây cái hình nhỏ nói vậy rồi mình không có zoom được nữa, zoom nữa là nát hết. Đâu một cái hình của mình chụp á là cái size nó bự hơn nhiều. Không, thì khi mình mở mình coi chung cái hình trong mình zoom vô nữa mình coi. Ok. Dễ không anh? Anh sharp mát dễ không? Dạ. Hay mình nhìn cái hình âm cái dạ được. Dạ được. Không, mình muốn mình nhìn cái nhỏ được. Cái nhỏ mình có mua tới từng tí cũng được. Không, mình muốn coi thế nào từng chỗ cũng được. Chỉ có cái nó hơi nhỏ á. Dạ. Cho hỏi cái radius đó, cái maximum mình có thể dùng đến là được khoảng là bao nhiêu? Dạ, cái đó Đức nói là tùy hình. Không, giống như Đức show cái hình hồi nãy, mình radius nó càng bự thì nó càng effect ra ngoài nữa. Ra ngoài quá thì cái hình nó càng blur thêm đó, chứ không có được sharp đâu. Nhưng mà theo kinh nghiệm của anh thì cái radius anh thường dùng là khoảng bao nhiêu là tốt nhất? Dạ, Đức không có thường dùng. Không, thì Đức nói là không có nào thường được hết trơn á. Mỗi cái hình nó mỗi khác. Phải không? Không có hình nào mà giống hình nào á, chắc chắn luôn. Chứ trong cái sách bên đó nó có tới 5 cái bộ, 5 cái sức cộng đời nhỏ. Mà tại sao anh lại dùng Unsharp Mask mà anh không dùng cái Smart Sharp? Ờ đúng rồi. Mỗi cái có khác nhau, nhưng mà thường sửa hình á, ta dùng là Unsharp Mask với lại cái mà Smart Sharpen. Nhưng mà cái nào cũng có cái lợi cái hại hết trơn á. Thật ra Đức nói đây một hồi nữa mình đọc qua cái tiếp theo thì cái đó là Đức, nếu mà Đức dùng cái đó hơn là cái này. Thấy không? Cái này lúc mà Đức xài á là lúc Đức chưa biết cái kia. Actually cái kia phải có ra CS á mới ra cái có cái kia. Mà Đức học lúc mà Đức biết Photoshop, Đức học mà Photoshop 6 hay 7 gì đó thì nó chưa có cái kia. Thì mình chưa biết cái này trước. Phải không? Còn cái kia á thì mình dễ control hơn. Ok, thì khi mình học cái này xong mình sẽ qua cái kia. Thấy không? Thì tùy theo quý vị thấy cái nào dễ, cái nào mà tiền với mình á thì mình xài thôi. Ok. Ok, tức là Unsharp Mask thì là quý vị nắm được không? Dễ mà. Vì làm sharp dễ lắm. Ok, bây giờ qua cái thứ hai á. Cái thứ hai là cái mà Đức nói là mình cũng vô filter order. Đâu hai pass ở trong cái handout có đó, cái mà step làm sao để đi tới đó thì trong cái handout nó có gửi ra. Đó quý vị bỏ lên cái này kịp không? Dễ không? Cứ theo cái handout đó. Ok, nếu làm lại từng step á, quý vị lên filter xuống dưới order and go high pass. Cái này không phải là cái tool để làm cho nó sharp, mà tức là không phải cách làm cho sharp, nhưng mà cái này là cái technique thôi.
chứ cái hai khóa này đâu có dính dáng hết sharp đâu vậy. Ok, cái này còn dễ hơn nữa không? Cái này chỉ có một cái radio nè. Có một cái là kéo thoải mái, có kéo như tùy mình. Ờ. Kéo hồi hộp cái hình tiêu luôn. Cái này đứng làm có đúng theo như cái handout không? Quay quý vị check cái handout ấy. Quý vị check thử handout ấy, đứng làm thì đúng handout. Đúng. Để đọc lại handout ấy. Thiếu một chân duplicate. Yeah. Thấy không? Làm rất là tẩu hỏa rồi đấy. Quý vị đọc lại kỹ handout ấy. Đâu, mình đâu có làm đâu apply directly trên cái hình được. Thấy không? Thấy thiếu không? Thấy không? Phải duplicate. Nhưng mà mình, nếu mình không có xe thì không có. Dạ, không xe thì không. Ok, bây giờ mình duplicate cái layer này. Ui, biết duplicate được không? Ai mà không biết mấy thành phố á. Đó, khi mình duplicate muốn đặt tên nó gì cũng được. Bây giờ mình muốn để yên á, muốn làm cho lẹ muốn để yên á. Background copy đây. Ok. Rồi bây giờ mình mới đi lại mấy cái step đó ha. Filter order then hai ha. Ok, thì bây giờ quý vị thấy mình nhìn lên đó. Cái này đứng nói, tôi thích làm cái này là vì sao mà nhìn vô mình thấy được cái chỗ nào nó bị effect hay không. Ok. Đó, mình nhìn từ đây mình thấy mình rõ ràng bây giờ Đức mở lên cái nó tự động nó có con số sẵn là 2.8 rồi. Quý vị thấy để 2.8 thì ok không? Đó, để 2.8 thì thấy sharp đủ không hay là quá sharp hay là chưa đủ? Sao biết được gì như là chưa biết. Nhìn vậy thấy ép chứ, thấy không? Cứ thế này nhìn dễ hơn á. Ok, bây giờ thử, bây giờ cứ thử kéo lên thêm. Bớt. Ok. Ở đây thì Đức như đây là đủ rồi. Như để 2.8 là hơi bị nhiều rồi. Không, làm sao á, Đức nghĩ làm sao, mình chỉ thấy gray thôi. Gray với lại white thôi, đừng có thấy có màu trong đó. Có màu nữa là nó bị over rồi. Thấy không? Là mấy cái S là mấy cái chỗ mà đen trắng nhiều hơn là có màu. Thì quý vị khi mà cái gì kéo này nhìn sao mình thấy còn gray là quá ai thôi, đừng có kéo thì khi mình thấy màu vô là thấy over rồi. Không, cứ thử đâu, về nhà mình học cái này, về nhà mình cứ thử, mình mở hết hình này qua hình khác, thử. Thấy không? Thử mình dòm cái này khi ra cái hình sát mình, cái final á, mình dòm thử coi mình làm cái đó là thử hay không. Ok, bây giờ ví dụ như thế này. Đứng để 1.4. Ok. Bây giờ mình click OK thử coi. Ok, mình click OK ra hình này, trời ơi sao mình chỉnh gì ghê vậy. Đúng không? Ok, mình make sure quý vị phải lên. Mình chỉnh cái blend mode của nó, mình lên normal, mình click cái hình tam giác nè. Ok. Thì quý vị có thể chọn overlay hay là spotlight gì cũng được. Highlight thì nó còn sharp hơn nữa, nếu không click cái đó. Thì có overlay hay là soft light đó, quý vị chọn một cái mai cái nào xinh. Được không? Thì quý vị làm xong á, quý vị có thể có ở trên cái layer đó có một mắt á, quý vị có thể click một mắt đó. Để mình thấy cái original với lại cái mới chỉnh đó, nó thay đổi ra sao. Thấy không? Thì mình nhìn vô mình thấy mình có vừa ý hay không? Thấy không? Trên cái layer của mình á, ở bên tay trái nó có con mắt á. Thì mình uncheck cái đó để mình thấy cái hình original với lại cái mình mới chỉnh sharp hơn á, mình thấy nó đủ hay không. Quý vị theo kịp không? Dễ mà ha. Cái duplicate layer khác với cái new layer ha.
view layer. Không mà tại em muốn hỏi là tại sao nếu mà mình đã nếu mình đứng cái cây cái background lên rồi mà mình sao mình không tắt cái background đi? Nghĩa là cái kia nó đang copy cái kia phải không? Nghĩa là mình đang work yeah, mình đang copy cái background mà. Đang work cái copy á. Yeah. Yeah. Nhưng mà sao sao mình không tắt cái kia? Tại cái kia là có function luôn không? Tắt cái nào? Cái background. Cái mà nó background mình đâu thấy gì đâu. Tức là bây giờ nó không cần hết gì. Yeah. Cái này đâu bây giờ cái layer mình đang làm á không có ở dưới thì đó mình dùng cái đó lên làm cái gì? Phải không? Không có gì để mình đọc lại nó lên chứ. Không có gì hết ở dưới hết đọc lại cái đó lên đâu. Đúng không? Mình có cái layer nó bắt buộc phải có cái gì ở dưới để nó đọc lại lên. Bây giờ anh đã tắt cái dưới rồi. Có gì đâu đọc lại lên. Thấy không? Đó thì ok. Thì khi mình chỉnh vậy á mình xài layer có cái lợi cái á mình ví dụ như cái hình này á mình chỉ muốn chỉnh sharp á, mấy cái cây ở trên đây thôi thì không muốn chỉnh mấy cái dưới thì giờ làm sao à, quý vị học layer rồi muốn che bớt dùng cái gì phải dùng mask đúng không mask á, tức là để che lại thôi đúng không bây giờ mình muốn mấy cái cây mấy cái lá đó. Mới ở trên này nó sáp, mình không muốn phần dưới này sáp. Đúng đấy. Thì mình muốn treo ở dưới mình apply cái mask thôi. Quý vị học mask rồi, muốn mở mask lên làm sao, muốn áp cái mask áp sao. Thì đây có cái hình màu trắng phải không? Đó mình để cơ sở vô nó để áp layer mask. Ok, quý vị click thử coi nó ra cái gì. Đó mình click một cái, nó tạo cái mask. Nó cover lên. Ok, bây giờ mình click cái nó tạo cái mask màu trắng á. Nó có cover gì không? Này Đức ôn bài á. Đâu hồi trước mình học layer rồi, bây giờ mình tạo mask cái mask màu trắng lên nó có cover được gì không? Che được gì không? Chưa. Yeah, cái mask màu trắng á giống như là transparent vậy đó. Chưa có cover gì được hết. Ok. Còn nếu mình muốn tạo cái mask mà nó cover hết thì mình làm sao? Sơn so, bây giờ ví dụ mình click ok rồi Đức trả lại hết xuôi nha. Mình chưa có tạo layer mask đấy. Đó, quý vị thấy cái này original của mình không? Mình có một cái layer mình muốn tạo mask mà nó cover hết luôn á. Quý vị học chứ? Cắt quên nè, screen á. Đâu giờ mình muốn tạo cái mask màu đen á. Hồi nãy mình click cái nó tạo cái mask màu trắng mà cái mask màu trắng nó không có che gì hết. Mình nhấn cái nút nào mình click ra màu đen. Nhấn nút Alt kìa. Thấy không? Nhấn nút O mình click add layer mask á là nó tạo ra cái màu đen đó. Thử đi. Thấy không? Mình để bình thường mình click á thì nó tạo một cái mask nhưng mà cái mask nó màu trắng tức là nó không có che gì được hết trơn á. Mình muốn cái mask mà màu đen che hết á thì mình nhấn cái nút Alt. Ok. Thì tùy ý mình có những cái mình muốn che hết từ đầu, có những cái mình không muốn che. Rồi mình dùng cái brush mình che cái nào mình muốn che thôi. Ok thì tùy theo ý mình. Thành ra đây là Đức muốn show quý vị mình có hai cách. Thấy không? Mình thấy convenient với cách nào, mình thấy tiện lợi với cách nào thì mình xài cái đó thôi. Nhấn cái nút Alt như có click cái C nào đó. Đâu, mình nhấn cái nút O rồi xong mình nhấn cái app layer mask ở dưới này trước. Ok, ra thêm cái đen. Dạ, ra cái mask màu đen. Nó đen một cái nữa. Nó còn cái trắng với cái đen. Cái trắng hồi nãy mình chưa đi lên điều. Là cái trắng mà chưa đi lên, giờ mình đi lên cái trắng hả? Tại nãy Đức vô history á, Đức trở lại cái step trên, tức là Đức chưa tạo cái màu trắng. Còn mà quý vị mà tạo cái trắng mà chưa đi lên thì có thể cái trắng lên. Ok, quý vị theo kịp không? Cần Đức đứng lại không? Ok, làm lại lần nữa ha. Ok, Đức trở lại từ đầu luôn á. Đó, từ đầu. Cái hình original. Đó, đầu tiên á, mình tạo một cái layer, mình copy cái layer này, mình tạo cái layer khác, duplicate layer. Ok, giờ có hai cái layer, muốn làm, mình làm cho nó sharp, muốn dùng cái high pass filter á, ok. Rồi, tùy theo cái hình mình chọn cái này cho đúng, ok. Rồi tiếp theo là mình đổi cái blend mode. Okay. Từ normal mình đổi qua overlay hay là soft light. Hồi nãy mình để overlay, giờ mình để soft light lại. Ok.
rồi mình muốn so sánh cái mình mới làm với cái original á thì mình turn on turn off con mắt này. Ok, để mình thấy mình đổi như đó là nó đủ chưa. Ok, bây giờ thử này shop lại là như vậy. Bây giờ để Đức học thử đổi qua overlay coi nó có khác gì nhau không. Tôi thấy khác không? Overlay shop live chút overlay khác không? Shop là như nó shop hơn á. Phải không? Shop live là như nó shop hơn á. Ok, giờ mình thử cái hard live thử coi. Tại sao mình không thử phải không? Đó, hát lại là nó sắc hơn nữa phải không? Thử nha. Stop nè. On nè. Đó, hát lại là nó sắc hơn nữa. Thấy không? Thì Đức nói là tùy theo cái hình mình muốn thế nào thì mình chọn cái đó. Hả? Đó, ví dụ vậy. Rồi bây giờ mình sắc nó là mình sắc nguyên cả cái hình luôn. Ok? Bây giờ mình không muốn sắc nguyên cái hình. Mình muốn chỉ sát cái phần ở trên với cái cây cố lên, mình không muốn sát ở dưới thì mình gắn một cái mask vô, mình che lại cái nào mình không muốn thì mình che lại. Ok, thì bây giờ muốn cái mask màu trắng á thì mình cứ click add layer mask thôi, thì nó sẽ tạo cho mình cái mask màu trắng. Còn ai muốn tạo cái mask màu đen á là che hết từ đầu đến cuối á thì nhấn cái nút alt and then click add layer mask. Ok, đó, bây giờ Đức mở cái mask mà cái mask chưa có che gì hết, màu trắng tức là nó chưa có che gì hết á. Ok, bây giờ muốn che phần ở dưới thì phải làm sao? Muốn che phần dưới thì phải làm sao? Brush. Đúng rồi, mình có thể dùng brush phải không? Dùng brush mình dùng cái color gì? Đúng rồi, phải dùng màu đen phải không? Bây giờ ở đây đang màu trắng màu đen vậy được chưa? Yeah, phải đổi, phải cái foreground màu đen mới được phải không? Bây giờ muốn đổi qua màu đen làm sao? Ôn bài. Click cái này hả? Click ở đây. Wow, hay quá. Ok, còn cái shortcut nào nữa? Rồi, bấm X cái lẹ nhất, phải không? Khi mà nhớ thì mình đối với cái mình dùng cái keyboard lẹ hơn là cái mouse, phải không? Ok, mình dùng cái đó rồi mình muốn chọn brush. Trên đây là brush là chỗ nào? Yeah, cái B cũng lẹ nữa, phải không? Make sure là mình đang ở trên cái layer mask đó, nhiều khi á quý vị create cái mask rồi quý vị không có làm liền, quý vị đi vòng vòng á, ví dụ quý vị click background rồi mình dùng cái brush mình paint lên, rồi mình paint lên cái chỗ khác rồi, phải không? Bây giờ mình đang muốn cover cái mask mà, phải không? Cũng đang muốn che là make sure quý vị phải work cho trên cái mask đó. Không, rất là nhiều khi quý vị create cái mask đó mà quý vị không có xài liền, quý vị lại click qua bên này. Đó, một hồi khi mình paint lên là paint qua chỗ khác, mình muốn cần paint lên cái mask đó, không rất là dễ lộn chỗ đó, phải không? Quý vị không có để ý cái đó, giờ nhà mình làm một hai thấy không gì quá hết trơn, là mình làm không đúng chỗ, phải không? Make sure là phải click cho cái mask đó nè, work là work cho cái mask đó. Ok, thì bây giờ chỗ nào mà quý vị không muốn nó lòi ra đó, thì quý vị cứ paint đen lên đó. Bây giờ Đức đây muốn cho nó lẹ, Đức làm cái paint, cái brush nó bự ra, phải không? Để opacity cho 100 luôn cho dễ thấy không? Đức nói là mấy con số là phải tùy hình, tùy ý của mình chọn thôi, phải không? Ở đây thì Đức làm cho quý vị dễ thấy thôi. Đó là mình không thích, ví dụ mình không thích dưới đây á, mình cứ dưới đây mình paint lên thôi. Thật ra cái hình này á, mình paint lên mình không có thấy. Nhưng mà quý vị là nhìn lên cái mask là thấy nó không? Quý vị nhìn lên cái mask á, thấy không? Đức mới sơn đen lên cái mask thì quý vị thấy cái mask ở dưới nó bị đen rồi. Thì tất cả những gì mình làm nãy giờ ở dưới á, nó không có effect. Tức là những cái sharp á, chỉ còn cái phần nào trên màu trắng á thì nó còn ở phát rồi, những nào phần ở dưới đây mình đã bôi đen đó là mình che hết rồi, thấy không? Thì khi quý vị mai mốt về nhà làm quý vị dùng cái này á, quý vị có thể paint chỗ nào mình không muốn mình cover nó. Ok, còn hoặc là quý vị như cái hình này quý vị có thể dùng cái linear nữa ha, cái đó gọi là linear nữa, cái tool này nè, radiant tool nữa. Ok, đó, quý vị có thể dùng gradient tool. Ok, giờ Đức để Đức trở lại history lại nha. History trở lại. Ok, bây giờ layer cái mask của Đức vẫn trắng như thường. Ok, coi như là Đức chưa có paint gì vô đó. Thì thay vì dùng cái brush thấy không, thì mình có thể dùng cái gradient tool đó. Ok, gradient tool, khi quý vị click gradient bên đây này nằm dưới brush
hai ô phải không? Ok. Thì quý vị click á, quý vị để ý là đây nó có nhiều cái mốt đó. Ok. Quý vị nhìn thấy là ở đây á là nó như hình chữ nhật á, nó sẽ đi từ trái sang phải, từ phải sang trái, từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên. Ok. Từ những cái hình này á, những hình này của mình á thì mình chọn cái mốt đó là đúng nhất. Còn mình chọn cái thứ hai á là cái hình tròn, nó sẽ đi từ giữa đi ra. Thấy không? Khi mình cover nó đi từ giữa đi ra. Hình mình đóng bốn từ giữa đi ra đó, cái hình này mình bốn đi từ trên xuống dưới hoặc là dưới lên trên. Đúng không? Thì mình phải chọn á, khi mình chọn á mình chỉ chọn cái đầu tiên thôi. Thứ nhất đi từ góc này qua góc kia, nó từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên hoặc là trái phải qua trái. Thấy không? Thì cái đó mình phải chọn cho đúng. Ok, bây giờ mình chọn cái đó rồi mình rác thử coi. Make sure là quý vị còn đang nằm trên cái mask đó ha. Make sure là nằm trên cái mask đó. Ok, bây giờ Đức rác thử nha. Dùng cái thu đó mình rác thử từ trên xuống dưới. Quý vị thấy là ở trên nó màu đen hay ở dưới màu đen? Thí dụ Đức rác cái này. Không, nếu mà Đức rác từ trên xuống dưới thì nó trên nó màu đen, ở dưới trắng. Cái đúng ý mình không? Vâng. Yeah, cái này là lẩu hỏa rồi, phải không? Ngược đời rồi. Mình đâu có muốn bôi ở trên, mình muốn ở trên nó hiện ra, muốn bôi ở dưới rồi. Thì mình phải làm sao? Kéo ngược lại phải không? Kéo từ dưới lên trên. Bây giờ mình kéo lỡ từ trên xuống dưới, giờ mình kéo từ dưới lên trên nó vẫn bôi như thường. Thấy không? Thì mình kéo vậy á thì sẽ bôi từ từ. Ở đây đậm lên là từ từ lên trên. Thấy không? Thì cách này nó cũng work nhưng mà nó không có specific tới cái chỗ mà mình muốn thôi. Thấy không? Nếu mình dùng brush á thì nó chính xác hơn. Thấy không? Cái này nó thay đổi từ đậm tới lợt. Thấy không? Nó không có chính xác bằng cái brush thì mình muốn chỗ nào á, muốn bôi chỗ nào mình bôi đúng chỗ đó. Thì nó chính xác hơn nhưng mà cái brush thì nó mất thời giờ hơn. Đúng không? Thì quý vị có thời giờ mà muốn nó chính xác từng ly từng tí thì xài cái brush. Cái brush được cái á mình muốn là bôi ít hay bôi nhiều cũng được, phải không? Nếu mình muốn bôi completely 100% thì mình set opacity 100%. Còn mình muốn chỉ bôi nửa thôi, mình muốn vẫn giữ 50% cái phần sharp mình đó, thì mình để opacity 50% mình fan đó, tức là mình chỉ bôi một nửa thôi. Ok. Còn nếu mình dùng cái gradient tool nó chỉ theo đi đều từ dưới lên trên hoặc từ trên xuống dưới, phải không? Quý vị theo kịp không? Bởi vì là nếu mình kéo thì cái chỗ đen là đen maximum 100%. Còn nếu chỉ đổi cái opacity qua 50 á thì mình chỉ kéo cái chỗ đen nhất chỉ có 50% thôi. Tức là nó không che hết hoàn toàn. Còn mình để 100% thì cái chỗ tối nhất nó che hết hoàn toàn. Dạ, trả đều ra. Vậy thì có nhiều cái hình á, có nhiều cái hình quý vị đứng nói thêm về cái gradient tool thì nó lợi, ví dụ quý vị muốn làm ở xung quanh nó tối hết á, ở giữa nó sáng rồi nó đổi, ví dụ quý vị chụp model hay gì đi. Ok. Quý vị chụp model, quý vị muốn ở bốn góc xung quanh nó tối lại. Phải không? Ở giữa sáng thì cái nổi cái model của mình lên. Thì mình dùng cái gradient tool này đó. Mình chọn cái ở giữa nè. Chọn cái hình tròn á thì khi mình click ở giữa mình kéo ra. Thấy không? Thì nó chia đều ra, thì cái ở giữa nó sáng, ở ngoài nó tối, hoặc là ở giữa tối ngoài nó sáng, tùy theo ý mình. Thấy không? Thì cái gradient tool nó cứt cho đó thì mình biết tùy theo cái chỗ nào mình áp dụng. Quý vị theo kịp không? Đâu, ví dụ mình học một đó mình đâu mình biết phân tích, mình biết suy nghĩ đi. Cái tool này mình có thể dành cho những cái khác nữa. Phải không? Chứ không phải chỉ dùng cái như đó không thôi. Ok. Cái xéo xéo đứng nghĩ là để làm cái burden đó, mấy cái chế ra mình làm hình, mình không có làm cái đó được. Làm hình cái đó nó ra đen tối kiểu gì quê lắm, nó không có theo cái ý mình. Dạ. Đó, còn không cái này á thì từ giữa đi ra ngoài. Không? Nó cái mốt này á, cái mốt này cái thứ tư á là từ giữa ra, còn cái này như thế rõ ràng hả? Bây giờ mình thử, ok, bây giờ mình kéo thử. Chia ra không có theo ý mình nữa không? Không, quý vị thấy không? Ở đây có những cái mình xài cho cái hình được, còn có những cái mình không có xài cho cái hình được. Thì thường á Đức, cái gradient tool Đức xài 3 cái mà nhiều nhất á là cái số 1 nè, số 2, số 4 rồi. Còn cái này nó là giống như cái star vậy đó. Nó muốn tạo special effect thì mình xài hình cái đó. Bây giờ có thể đúng
đôi khi mình tạo effect nhiều quá thì cái hình của mình nó bị cải lương. Đó. Làm chơi chơi cho vui thì được á. Quý vị theo kịp không? Cần thiết đi lại không? Ok, Đức làm lại lần nữa ha. Đây Đức đứng bốn quý vị học xong mới về nhà phải làm được, ok? Đó, bây giờ Đức lại cái hình original. Ok. Giờ đầu tiên á, muốn xài cái này mình phải có hai cái layer, mình deal cây cái original layer. Ok, giờ mình work trên cái mình copy á. Work cái copy ha. Rồi mình vô filter. Mình xuống order, mình qua hai pass. Ok. Rồi tùy theo mình muốn sharp nhiều, mình sharp ít thôi. Bây giờ Đức kéo lên sharp nhiều nữa mình dễ thấy hơn xíu ha. Sharp cho thấy ghê luôn. Ok. Ở cái này tôi bị thấy đứa làm sáng mà có bị lên lên thấy có màu luôn á. Để thử coi hồi nó ra cái gì nghe, mình đổi qua cái từ cái plan mode, từ cái normal mình đổi qua cái overlay. Ok, rồi mình click thử coi mình có bị over sharpen không. Đó, tùy theo mắt của mỗi người ha, tùy theo mình nhìn có bị over không. Đức mình thấy bị over rồi đó, giống như cái thửa ruộng hồi nãy rồi. Okay, nhưng mà Đức làm thì để mình thấy nó dễ thôi, đúng không? Các bạn thấy không, khi mình dùng cái này á, mình kéo ra, đừng có thấy màu là bị là over rồi đó. Ok, thì bây giờ khi mình làm sharpen này á, cứ apply everywhere, the whole image, tức là nguyên cái hình thì mình đều apply cái sharpen vô rồi. Bây giờ mình không muốn apply sharpen nguyên cái hình á, thì mình dùng cái layer mask, mình che lại chỗ nào mình không muốn á, thì mình che chỗ đó. Thì giờ mình click add layer mask. Ở giờ Đức click không á, thì nó tạo cái layer, cái mask á, chắc tức là mình chưa có cover gì hết. Bây giờ mình muốn cover á, mình có thể dùng cái brush. Muốn cover chỗ nào á, muốn che chỗ nào thì dùng cái brush, mình bôi đen chỗ đó. Ok, bây giờ Đức click cái brush. Khi dùng cái brush á, make sure là quý vị có foreground color là màu đen. Ok. Cái đó là những cái mình dễ quên nhất á, phải không? Nhiều khi nó lên màu đỏ, màu xám thì mình không biết, mình cứ để đó mình thêm, mình thấy không có ra gì hết trơn. Thấy không? Nói rõ ràng mình theo đủ mấy cái step đó mà tại sao mình không làm được. Ok, bây giờ mình chọn cái brush màu đen. Ok, bây giờ mình muốn cover 100% á, thì cái opacity mình để 100% phải không? Mà muốn cover 50% thôi đó, thì mình giảm nó xuống. Bây giờ Đức để 100% để quý vị dễ nhìn thấy, thấy không? Thì bây giờ mình muốn không muốn mấy cái chỗ này bị sharp mình á, không? Thì mình bôi đen mấy chỗ đó. Bây giờ Đức đang dùng cái brush foreground color màu đen. Ok, bây giờ mình bôi đen. Make sure là mình đang ở trên layer mask. Ok, đó là những cái Đức nhắc tới nhắc lui. Hy vọng mình không có quên cái đó khi mình làm ở nhà ha. Ok. Giờ bắt đầu Đức không muốn mấy chỗ này bị sharp thì Đức bôi mấy chỗ đó. Đó, khi Đức bỏ ra có bị thấy cái mask này. Không, chỗ nào mình bôi lên thấy cái mask nó bị đen cái đó, thì cái chỗ nào mà đen là chỗ đó nó bị che rồi. Không bị sharp nữa. Có một cái hôm nãy vừa rồi nói cũng nói là cái nớt này. Ồ, cái brush. Ok. Câu hỏi là mình muốn làm cho cái brush nhỏ hay lớn. Tôi nghĩ tùy theo mình thôi, ok. Mình muốn mà cẩn thận từng ly từng tí đó. Thấy không? Mình tùy theo cái size của hình mình, tùy theo cái chi tiết của hình mình thì mình chọn cái brush nhỏ hay lớn. Ok. Cái này ví dụ như những cái hình này nó muốn cả nguyên cái phần ở dưới. Thấy không? Mình che hết thì mình mở cái brush bự thì mình che nó lẹ, xoay nó lẹ hơn. Thấy không? Còn ví dụ quý vị cái muốn từng tí từng tí. Ok, bây giờ Đức trả lại chỗ đó. Ok, bây giờ ví dụ đi, mình không có muốn che hết nguyên cái phần ở dưới mà mình chỉ muốn che mấy cái chỗ con suối thôi. Ok, mình muốn bôi đen mấy chỗ con suối thôi, tại vì mấy con suối là mình muốn cho nó mịn mà mình đâu có muốn cho nó sáng, phải không? Thì mình chỉ muốn che mấy cái đó thì mình chỉ sơn vô mấy chỗ đó thôi. Thì nếu mà Đức dùng cái brush bự như vậy á,
thì mình phê vô thì chắc chắn nó cũng lăn qua mấy cục đá này, phải không? Thì mình làm cái brush nhỏ lại, cũng làm cái brush nhỏ lại làm sao? Open bracket. Mình có cái bracket đó, phải không? Có cái open bracket đó. Làm cho nhỏ lại á, thì bracket này còn làm cho lớn á, cái bracket bên đây. Chứ còn không, ở trên đó, ở trên đây nó có con số nè. Ở trên này là trên góc, cái brush đó, trên đây có cái số. Tức là cái độ lớn nhỏ của cái brush của mình á, mình đổi con số đó cũng được. Còn không, mình nhấn cái bracket đó. Nhấn cái bracket đó, thì nó nhỏ lại. Nhấn cái bên đây thì nó lớn ra. Thì tùy theo lớn nhỏ mình chỉnh cho vừa ý mình thôi. Đó, dù Đức chỉnh cho nó nhỏ vậy rồi Đức nè. Đức bôi đen. Đó quý vị nhìn cái hình này, quý vị nhìn lên bảng thì thấy bây giờ Đức bôi được không? Nhìn kỹ nha. Còn bây giờ Đức không làm gì, tự nhiên bây giờ nó thay đổi rồi. Giờ quý vị nhìn thử Đức bôi đen được không? Không. Tại sao không được? Yeah, see, cái đó là cái nguy hiểm đấy không? Bây giờ Đức đấu đụng đâu, tự nhiên cái đó foreground đổi qua cái màu xanh này, phải không? Quý vị khi mà paint mà make sure là cái foreground phải màu đen. Bây giờ nó đang màu xanh, làm sao ra màu đen bây giờ? Click on đi. Click on cái xanh, click on màu xanh để mình change color. Đúng không? Có cách nào nhanh hơn không? Cái này hơi bị nhanh, cái hơi bị lâu không? Có chữ nào không? Chữ D. Để Đức nghe có ai nói X á. Chị đi. Click thử cái tay mình press cái key X thử coi nó thay đổi không? No. You click on color also. Ra không? Cái này Đức thử X nha. Ồ nó đổi thôi ha. Không, X là chị thay đổi thôi, nhấn chữ gì? Đi. Đúng rồi. Quý vị nhấn chữ đi thử coi. Đi. Đi rồi trở lại. Trắng đen. Đi là đen. Yeah, dễ nhớ. Đâu mấy cái này mình dễ biết lắm, phải không? Mình làm một tự nhiên cái background, foreground nó thay đổi được lắm hết trơn à. Em cũng không hiểu tự nhiên nhìn vô nó ồn. Phải không? Là đâu mình không để ý á. Sao mình vô đây mình paint hoài sao nó không ra màu đen hả? Đó, bây giờ ví dụ mình chỉ muốn cover con suối thôi thì mình chỉ paint với con suối thôi. Thấy được gì không? Được không? Thấy Đức nè, quý vị nhìn nè, để ý trên nè nha. Quý vị để ý trên nè, Đức paint mấy con suối nè. Ủa sao ra kỳ vậy? Tại nó không có lòng liền nè. Yeah, tại vì không có dơ trong cái dơ. Đi dùng đồng hồ, mình đâu có nằm trên layer mask đâu, mình đang work somewhere á. Không, cái đó ràng có nhiều cái mình dễ miss lắm. Không. Ok, bây giờ lỡ vậy là thôi, phải trở lại thôi. Trở lại layer mask từ đầu á. Đó, bây giờ make sure á, bây giờ mình click somewhere rồi, mình không có nằm trên layer mask nữa. Make sure phải click layer mask. Không, cái này là good lesson á, đi vòng vòng mà mình lạc mất tiêu. Không, đó bây giờ mình nằm trên layer mask rồi đó, mình là mình mới paint vô mấy cái chỗ mình không muốn nó sáng. Đó, mình muốn chỗ nào mình cover thì mình paint từ đó lên. Đó, mình nhìn đến layer mask thì thấy có chỗ đen, mình nằm mới paint thôi. Không? Thì khi mình làm hình của mình á, thì tốt nhất á, mình zoom vô một xíu, không? Để mình chọn cái điểm, mình paint nó đúng. Đó, chính xác. Ok, quý vị theo kịp không? Cần Đức đi lại lần nữa không? Tốt đâu sự, mình make sure là mình nhớ rồi, ok? Tao mình học 2-3 cái một ngày rồi mà mình biết, ok? Ok, thì Đức nói quý vị nãy giờ mình học 2 cách để mình làm cho cái hình nó sát. Thì Đức thường, nếu mà Đức dùng cái này, thấy không? Tại vì cái này mình dễ thấy hơn, từ đầu. Tại vì biết sao quý vị, khi mình muốn check á, Đức không có để overlay, Đức để lại normal nữa. Đứng check, ok, đứng để normal rồi đứng check thôi. Họ đứng thấy mà nếu để đây mình nhìn vô đây mình thấy nhiều quá, mình có thể trên cái opacity này giảm bớt đó, thấy không, giảm bớt đó. Đổ qua lại, thấy không, quý vị có cái opacity đó, có thể trên đó, nếu mình thấy mình over sharp mình rồi đó, thì mình trên cái opacity. Khi mình làm xong cái opacity là 100% thì mình có thể giảm được, nhưng mà cũng tăng không được. Cho em hỏi, dạ. Có cách nào mà mình tô mà mình vừa muốn coi cái chỗ mà phần mình tô rồi không? Có mà mình tô rồi.
thì đó mình tô xong rồi đi sai ở bên bên kia bên cái chỗ dark frame đó. Đúng, actually mình thấy chứ, mình phê tới đâu mình thấy tới đó, tại vì nãy giờ mình phê á, mình phê mấy con suối nó không có rõ ràng. Ok, giờ thử mình phê cái lá, ok. Giờ để mình zoom vô lớn lớn để mình thấy nè. Ồ, zoom lớn quá, nhìn ghê quá. Đó, zoom như đó rồi, ok. Giờ mình thấy nãy giờ cái original nè, ok. Cái mình làm cho nó sharp nè. Ok, mình muốn thấy á, tại vì mình nãy giờ mình xóa đó. Mình xóa vòng dưới cái suối này, tại nó mờ sẵn, giờ mình xóa mà mình làm even mình làm sharp bên nó không có sharp được bao nhiêu bên. Mình xóa mình không thấy. Bây giờ mình cũng thấy, mình xóa là cái chỗ cái cây này mình thấy liền cái gì. Thấy không? Bây giờ make sure mình đang trên mask nào, phải không? Đó, giờ mình xóa nè. Thấy không? Mờ liền. Xóa tới đâu, mờ tới đó. Ý em nói là có thể nào mình vừa dùng cái mình vừa dùng cái brush và vừa highlight cái chỗ mà mình đã đang xóa không? Lightroom thì nó có cái show trong chỗ mà giống như mình giống camera raw đó, đúng rồi, cái đó. Đâu, cái này là chỉ có cách đó, tại vì thường thường lúc thấy mình thêm đây mình nhìn vô mình cũng thấy mà. Tức là anh Vinh cũng thấy là chỗ đó là cái như nó show trắng ra ta. Đó thì mình ghê hơn. Dạ, yeah, cái kia còn khó hơn nữa. Còn cái kia là mình highlight mà mình cover. Dạ, sau khi mình đã làm rõ cái phần ở phía trên á, yeah. Rồi một bước kế tiếp là mình làm mờ ở phía dưới. Dạ, mình không có làm mờ, mình để yên thôi. Mình giữ yên. Dạ. Nhưng mà bây giờ tôi muốn giữ yên cái phần suối, một cái cục đá gần nhất tôi muốn rõ. Chứ luôn hai cái hình thì đó. Đúng. Tôi muốn giữ yên phần suối á, mình chỉ che phần suối rồi. Thấy mình đừng có che. Muốn làm rõ thêm phần nữa. Thêm nữa, thì mình lại làm thêm một cái layer nữa. Layer mask á, rồi mình... Khi mình làm thêm cái layer mask á... Vẫn dùng trên cái layer đó. Nhưng mà làm thêm cái layer mask. Dạ, mình làm cái layer nữa, ok. Rồi mình che. Even cái này đi nữa. Even cái này á, mình cái layer mình mới add vô đó, mình duplicate cái đó cũng được. Nó sẽ double cái effect lên. Ok. Còn mình không muốn ở trên ảnh hưởng á, thì mình lại che cái ở trên, mình bôi cái ở trên đi, mình để cái ở dưới thôi. Tức là muốn cái này là double luôn. Sharp mình double. Đó là nó không có sharp. Nhưng riêng cái phần cái cục đá lớn. Dạ dạ, thì đó. Thì tôi nói á, chú muốn á, mình duplicate cái layer mình mới tạo luôn. Tức là hai cái layer sharp mình hết. Thấy không? Thì lúc đó cả hai cái làm cho cái hình nó sharp mình two sides double luôn. Thì bây giờ muốn giữ cái này sharp thôi á, thì mình xóa mấy kia mình để cái này, tức là thì có cái này bị sharp mình hai lần. Các vị hiểu không? Các vị hiểu câu hỏi không? Không. Để trả lời cho cái câu hỏi của anh, mình không cần nhìn tấm hình, mình biết chỗ nào nãy mình đã cover thì mình nhìn cái mask màu trắng này, cái những phần đen đó là những cái màu. Dạ đúng rồi, đó thấy mà tại cùng cái này sau khi mình in click cái white tick rồi á, mình mới thấy cái result. Còn ý em nói là trong cái Lightroom á thì nó có cái giống như cái highlight cho mình biết là mình đã tô tới đâu rồi. Dạ cái đó mình biết tô đâu, nhưng mà Đức thì Đức lại không thích cái đó. Có cái màu đỏ, cái đó vô mà khó thấy hơn á. Bố đó vô thấy nó che lờ mờ khó thấy hơn. Nhưng mà nó biết là mình làm tôi gì tới đâu làm rồi. Làm gì mình thấy chưa? Không, nó dễ. Khi mình cái này nè, cái này mình làm tới đâu mình thấy tới đó rồi, mình không thấy mình lại bố lên thêm thôi. Thấy không? Ok, nhưng có người thông báo đến hết giờ, cứ thấy chưa hết giờ mà. Đức còn phải chưa nói. Ok, còn một cái mà shadow highlight thôi, đứng để từ sau đứng nói tiếp cũng được.